À, tính đến nay thì anh đã làm việc ở City Plus được 8 năm rồi. Làm được 6 năm rồi. Làm việc tại JB được gần 6 năm rồi. Tại JB Plus là được 5 năm. Anh làm việc tại JB Plus được 5 năm. Chị làm ở JB gần 5 năm rồi. À, tới thời điểm hiện tại mình làm việc tại JB Plus được 4 năm, 5 tháng và 17 ngày. Chị làm việc tại JB Plus được 3 năm. Đó là tính chuyên nghiệp trong công việc. Anh được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Thái độ làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo. Biết thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm mới không chỉ là trong lĩnh vực xây dựng. Kinh nghiệm làm việc, tác phong làm việc. Được cũng khá nhiều, ví dụ như về nghiệp vụ công việc của chị cũng học được khá nhiều hơn. Đó là sự chuyên nghiệp quay ngoài. Chị học hỏi được quản lý chuyên nghiệp hơn và kinh nghiệm kỹ thuật xây dựng được nhiều hơn. À, đó là tinh thần đoàn kết của tất cả các nhân viên. Tính đoàn kết của công ty cao. Sự hỗ trợ nhau và hợp tác trong công việc giữa các thành viên với nhau. Yêu thích là về môi trường làm việc và đoàn kết hỗ trợ giữa các đồng nghiệp trong công ty. Không gian làm việc. Cái môi trường làm việc tạo cho mình tiến bộ hơn. Đồng nghiệp ở JP Plus mình khá thân thiện, có hòa đồng. Và sếp cũng hỗ trợ nhân viên, nói chung là chỉ dạy nhân viên khá nhiều. Mình thích nhất là văn hóa của công ty. Mình thấy mọi người trong công ty luôn hòa đồng và hỗ trợ công việc cho nhau. Chị yêu thích môi trường văn hóa của công ty, hòa đồng và chuyên nghiệp. Tất cả các giá trị cốt lõi của công ty đều rất là quan trọng. Nhưng mà anh yêu thích nhất là cái tính chính trực. Nó là sự khác biệt đối với các công ty khác. Anh thích cho giá trị chính trực nhất. Vì nó nói lên cái tính cách của anh là luôn luôn chính trực. Chị cốt lõi là mình thích nhất là sự sáng tạo và hiệu quả. Thì JP cũng hướng tới điều đó. Chị thích cái tính chuyên nghiệp vì nó giúp bản thân mình phát triển hơn. Cái tính chính trực. Đi đầu là chính trực. Thích nhất là giá trị chính trực. Vì nó gần với tính cách của mình nhất. Chị thích giá trị cốt lõi chính trực và đổi mới. Phát triển theo cái khả năng quản trị của mình. Anh sẽ tìm hiểu học hỏi thêm kiến thức về xây dựng để hoàn thiện bản thân hơn. Mong muốn được trải nghiệm đa dạng hóa nghề xây dựng và quy mô. Chị muốn là học thêm nhiều cái kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng. Cũng sẽ đang định hướng mình đi lên một cái cấp quản lý ở JB. Nâng cao năng lực làm việc của mình hơn nữa để đạt được mục tiêu của công việc và sự nghiệp. Chị mong muốn được học hỏi kỹ năng huấn luyện và đào tạo để chị đào tạo nhân viên phòng BMS và nhân viên ở tại công trình.